Chỗ pha cà phê của tôi thực ra là chỗ cái bàn ăn bên ngoài. Hôm nay mình chia sẻ thực tế. Tôi hay để ở đây. Mình lấy nước thì mình bấm lấy nước nó xuống. Còn chỗ đun nước thì tôi có một cái công tắc, bây giờ không đun thì tắt đi, bây giờ đun thì mới bật lên thì nó cũng an toàn, là trẻ con có nghịch vào cái đáy bếp này không ảnh hưởng. Đây, lấy nước ở đây. Còn cà phê bây giờ tôi hay mua cái cà phê sẵn của Nhật để được quán mới, quán này là đặc trưng cho Halloween, Halloween blend. Họ có hai dòng, một dòng là đậm hơn màu đen, một dòng là này nhạt hơn màu vàng. Tôi căn thời gian ra là nó đủ để pha một cốc cà phê là có thể dùng được. Pha cà phê ra đường tâm sự nói chuyện làm clip cho các bạn. Bây giờ pha trước cà phê xong cho nó nguội xong rồi đi ăn sáng. Ăn sáng thì bây giờ tôi ăn sáng dùng protein thôi. Bên dưới này, dưới chân bàn. Hai hộp quay cất logo đi, mỗi hộp một thìa. Thơm thơm này hơi ngọt ngọt, không biết là ở đây người đó ghi nốt hương hay không. Đi, chữ nhật này là phải mang ra dịch. Nóng các bạn thấy đúng là vị hơi ngọt ngọt, đây là ngọt đường nâu, mình lâu không ăn đường nâu mà cũng không mình dùng. Bữa sáng của tôi là hai thìa bột thôi, hai thìa protein. Trước tôi có cái cốc nó ba nấc xoay rất là mạnh nhưng mà mới dùng, nó mới hỏng. Đi xoay một nắp. À đây cũng có hai nút. Đợt này bớt bận rồi nên mới làm clip chia sẻ tâm sự cuộc sống. Thì hôm nay mang cái tay này phong thủy chính tông xuống cho bạn xem. Cái tay nải này bây giờ tôi mang về rất lâu rồi, bây giờ mới sử dụng. Ở phía sau có một cái túi này. Đấy, tay trẻ con nó bắt dán hình Halloween vào tay. Đấy, trong này cũng có nhiều túi để bỏ này ra đấy.
cũng đựng được khá nhiều đồ ấy. Túi hai ngăn bên này nhá, bên trong còn một cái khóa kéo nhá, ở đây còn nhiều cái túi nhỏ nhỏ cũng khá tiện dụng. Không biết các bạn thấy logo này ok không, không thích thì thích giả để hình nào thì tôi đặt về là các bạn có thể đặt về được, rất là hay. Bây giờ tôi đang ngoài cái tay này vàng, tôi dùng cái tay này này nó gọn nhẹ hơn một chút.